Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Khó khăn gấp bội cho VinFast sau tai nạn xe tại Mỹ Ngày 27 tháng 4, báo Tiếng Dân có bài bình luận VinFast đang ở đâu của tác giả nhà A Duy Tác giả cho biết các bản tin về tai nạn xe làm thiệt mạng cả gia đình 4 người tại Pisanton, California có lẽ gây chú ý hơn với cộng đồng người Việt trên mạng trong vài ngày qua bởi chiếc xe gặp nạn là xe điện VinFast đến từ Việt Nam theo điều tra ban đầu, cảnh sát cho rằng Tốc độ là nguyên nhân gây nên tai nạn. Tuy nhiên, tốc độ do tài xế chạy nhanh hay do xe mất kiểm soát bởi hệ thống điều khiển là điều nhà chức trách vẫn đang tiếp tục điều tra. Và đây là hình bài trên báo Tiếng Dân. Tác giả nhận định tai nạn là điều xảy ra trong mọi tình huống và với tất cả phương tiện giao thông, chưa thể mặc định nguyên nhân từ tài xế, tình trạng thời tiết, khu vực nguy hiểm hay do chính sự trục trặc kỹ thuật của phương tiện cho đến khi có kết luận cuối cùng. Dẫu sao, những bản tin liên quan thế này có thể góp thêm một số thông tin bất lợi cho VinFast khi thu hút sự bàn tán hay nghi ngờ của công luận về mức độ an toàn của xe VinFast. Theo tác giả, vẫn còn mới mẻ trên thị trường Mỹ, ngoài những đánh giá kỹ thuật đầy bất lợi về xe VinFast từ những tạp chí xe hơi chuyên nghiệp của Mỹ, có lẽ các tài xế sở hữu hay thuê mướn xe VinFast có những kinh nghiệm thực tế hơn. Trên mạng xã hội của Cục An toàn Gia lộ, xa lộ quốc gia thuộc Bộ Giao thông Hoa Kỳ, đã bắt đầu có vài tường trình chính thức về mức độ an toàn xe VinFast từ các tài xế. Tác giả dẫn một số tường trình trên trang mạng này như sau. Vào lúc 6 giờ sáng sớm, hệ thống hỗ trợ tài hệ thống hỗ trợ tài xế gặp trục trặc nên không thể nhận ra làn đường xa lộ. Khi đang chạy, xe đột nhiên bẻ lái và suýt gây tai nạn đến hai lần trước khi tôi kịp tắt hệ thống. Và đây là hình Phạm Nhật Vượng, ông chủ của VinFast đang chạy với tốc độ trên 80 dặm một giờ, tương đương 96,5 km một giờ, xe đột ngột mất điện, báo lỗi hệ thống điện và làm nguội, bị banh xe trong làn nhanh nhất của xa lộ, mất 9 lần tái khởi động và một tiếng đồng hồ trước khi xe chạy lại bình thường. Lúc tôi đang lái xe trên xa lộ 87 California hướng Nam Bắc, sau khi chuyển sang làn bên trái, ngoài cùng của xa lộ và đã hoàn toàn ở trong làn đường đó, bật hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn để điều chỉnh tốc độ theo ý mình thì cảm thấy như xe tăng tốc quá nhanh so với tốc độ tôi cài đặt, nên tôi quyết định đạp thắng để giảm tốc độ. Ngay sau khi tôi đạp thắng, tôi nghe một tiếng động lớn từ xe, và tôi tin là xe đang gặp các lệnh nghịch nhau trong nhiên liệu của nó, bởi một mặt hệ thống lái xe an toàn, muốn tăng tốc, còn tôi muốn thắng lại. Trục trặc đó làm xe tôi chuyển sang số 0 trên đường xa lộ, tuy nhiên tôi vẫn có thể tấp vào làng khẩn cấp và dừng lại. Trong điều kiện sương mù dày đặc, mưa, ánh sáng chiếu trực tiếp vào các camera hay cảm biến thì các tính năng an toàn sẽ hết hoạt động. Ngay sau khi điều nào kể trên chấm dứt thì chúng hoạt động lại. Theo tôi thì điều này gây rủi ro hơn khi lái các xe này nếu hệ thống an toàn không hoạt động bình thường. Và đây là hình xe VinFast nằm bãi do không bán được tại Mỹ. Tác giả dẫn các bản tin trong nước, theo đó VinFast phủ nhận việc hãng này đang bị vài vụ kiện tập thể về các thông tin liên quan đến cổ phiếu của mình tuy nhiên theo các bản tin tài chính của Mỹ các báo cáo ra công luận hay chính trên trang mạng của các hãng luật đang có hàng chục tổ hợp luật của Mỹ đệ đơn hay kêu gọi người đầu tư tham gia các vụ kiện tập thể này bên cạnh đó tác giả cũng cho biết tập đoàn thép đa quốc gia ArcelorMittal nhà sản xuất thép lớn thứ nhì thế giới cũng đã chính thức khởi kiện Vinfast về vi phạm bản quyền vào ngày 16 tháng 4 vừa qua tại tòa liên bang California tác giả cho rằng tai nạn hay các việc kiện tụng này chưa thể kết luận rằng VinFast có thiếu an toàn hay phạm luật Hoa Kỳ hay không. Tuy nhiên, qua các điều kể trên, tình trạng của VinFast và tham vọng bước vào lĩnh vực chế tạo xe điện thế giới một cách vội vã, dường như khó khăn gấp bội lần mà có thể chính VinFast đã dự liệu khi đầu tư vào Mỹ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Khó khăn gấp bội cho VinFast sau tai nạn xe tại Mỹ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ông Trọng nên làm gì đó để lưu lại chút tiếng thơm cuối đời. Ngày 27 tháng 4, báo tiếng dân có bài Nguyễn Phú Trọng, người cô đơn trên đỉnh cao quyền lực của tác giả Thu Hà. Tác giả cho rằng ngai vàng quyền lực vàng son, nhung lụa chưa chắc làm cho người ta hạnh phúc. Trong giấc mơ dù đã là lãnh tụ tối cao hay dân cại, niềm vui và nỗi buồn gặp phải tất cả đều giống nhau. Theo tác giả, cuộc đời ông Trọng kiên định theo đuổi chủ nghĩa Mác-Lênin đến mê muội cũng như giấc mơ vô định về thiên đường xã hội chủ nghĩa. Tháng 1 năm 2016, Nguyễn Phú Trọng loại được Nguyễn Tấn Dũng để ung dung ngồi ghế Tổng Bí thư nhiệm kỳ 2. Từ đó, ông Trọng biến các cơ quan của Đảng như Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ban nội chính trở thành công cụ chính trong chiến dịch đốt lò chống tham nhũng. Tác giả mỉa Mai cả hệ thống chính trị lên đồng tung hô ông là người đốt lò vĩ đại. Có gì đó sai khi đi dạy nhân cách lẫn tư tưởng cho những kẻ 30 đến 40 năm tuổi đảng càng sai hơn khi đem nhà tù ra dọa nhưng cho phép án tù tỷ lệ nghịch với số tiền mà quan tham nôn ra. Và đây là hình bài trên báo Tiến Dân. Tác giả Chăm Biếm. Nguyễn Phú Trọng say máu, hạ hê trong chiến thắng cho xuất bản sách Kim Chỉ Nam của ông và nhặt củi ném vào lò. Ông quên mất rằng những cao thủ chính trị vẫn miệt mài trong bóng đêm chờ cơ hội phản công. Tác giả nhận xét, ông Trọng không có đồ đệ chân truyền, sở dĩ hai nhân vật Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng được ông nâng đỡ và dìu dắt, chẳng qua ông nhìn thấy ở họ có tố chất cộng sản hơn những kẻ khác mà thôi. Ông Huệ và ông Thưởng kiên định chủ nghĩa Mạc Lenin có trình độ học vấn, trình độ lý luận rõ ràng, chắc chắn hơn các đồng chí chuyên tu tại chức. Huệ và Thưởng cũng có bộ dạng sáng sủa, ăn nói lưu lót và nhất là một lòng theo ông Trọng. Tác giả đánh giá, ông Trọng đốt lò giỏi, lý luận hay, nhưng chơi cờ trong bàn cờ chính trị rất dở. Ông hoàn toàn có thể chuẩn bị người kế nhiệm và chọn thời điểm thích hợp để ra đi trong thế ngẫn cao đầu, nhưng ông đã không làm. Nhiều chính trị gia lão thành đã cảnh báo, vì ông Trọng không quy hoạch, sắp xếp nhanh người kế vị là sai lầm chết người. Tình huống này có thể dẫn đến tình trạng tranh giành quyền lực một mất một còn, ảnh hưởng đến sự ổn định chính trị của đất nước. Và đây là hình ông Trọng và hai đệ tử đã ngã ngựa. Tác giả bình luận, cú ngã ngựa của Thưởng và Huệ đau hơn của ba ủy viên Bộ Chính trị khác trong khóa 13 như Phạm Bình Minh, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Tuấn Anh rất nhiều. Cả Thưởng và Huệ đều bị bêu réo trên báo đảng, là vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và đã gây dư luận xấu làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và cá nhân. Hai cánh tay đắc lực luôn xuất hiện cặp kè bên Nguyễn Phú Trọng đã bị hạ gục. Những thuộc hạ một thời mà ông Trọng tự hào là đội ngũ trẻ trung, ưu tú của Đảng đã rơi rụng gần hết. Ông Trọng giờ xem như đang cô đơn trên đỉnh cao quyền lực. Tác giả nhắc lại, hơn 30 năm trước, ông Trần Xuân Bách, ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Ban Bí thư khóa 6 đã đưa vấn đề đa nguyên đa đảng ra trước Trung ương. Tướng Trần Độ, Ủy viên Trung ương khóa 6, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 7 cũng tuyên bố, đảng Cộng sản phải tự mình từ bỏ chế độ độc đảng, toàn trị, khôi phục vai trò, vị trí vốn có của Quốc hội, chính phủ. Tác giả cho rằng, để cứu vãn, ông Trọng nên làm điều gì đó như các bậc tiền bối trên đã làm. Ít ra, họ cũng để lại chút tiếng thơm, lưu tên trong lịch sử như những người Cộng sản chân chính. Nếu không, ông Trọng chỉ để lại ngàn năm bia miệng qua hình ảnh đi vào thiên thu với sợi xích huân chương hữu nghị mà họ tập đã treo trên cổ ông trong chuyến đi khấu đầu hồi tháng 10 năm 2022. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ông Trọng nên làm gì đó để lưu lại chút tiếng thơm cuối đời. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của tham báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới